Dạ vâng, Trung tâm Âm thanh Điện tử Tám Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và để mở đầu cho cái video clip buổi sáng ngày hôm nay, Điện tử Tám Hoa xin được giới thiệu test và kiểm tra kỹ 3 cặp loa Audio Center bãi xịn có mã là PF12 với 4 cặp mic mới BBS có mã là UG222GS gửi đến Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình. Và thay mặt Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình, đây là anh Nguyễn Thành Long rồi. Anh Nguyễn Thành Long. Anh đặt bên em 3 cặp loa Audio Center PF12. Hàng bãi xịn, bên em cam kết là hàng còn zin đẹp. Giá 12 triệu đồng cho những cặp loa Audio Center. Với đây là 4 cặp mic BBS có mã là UG222GS, giá 4 triệu 200 ngàn đồng. Và bên em sẽ test kỹ 3 cặp loa này với 4 cặp mic để gửi đến Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình. Thì những cái sản phẩm này bên em test xong là đóng gói là gửi nhà xe. Các bác đón nhận những sản phẩm này tại bến xe Ninh Bình nhé. Và giá 12 triệu đồng cho một cặp loa Audio Center của Tây Ban Nha PF12. Sở hữu một bát 30 một kèn này. Đấy. Từ 17 côn 76 này. Những cặp loa này thì lời của nó rất sáng và bay. Đấy. Bát đánh lực. Đấy. Và đặc biệt là dòng loa này thì các bác anh em sử dụng và chơi bạo lực rất ok. Nó chịu đòn rất là tốt. Đấy. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em có thể liên hệ cho bên em theo hai số máy là 0974637646 và 0918249265. Ok, thì cách đây độ khoảng nửa tháng trước thì bên Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, anh Long đã đặt bên em một bộ sản phẩm là một cặp loa JB 935 với một cặp loa Audio Center PF12. Ngày hôm nay các bác lại đặt tiếp bên em 3 cặp loa Audio Center với 4 cặp mic BBS. Em test từ quả một nhé. Ba cặp loa em phải đánh với một trò ghép với một con đẩy 4 kênh và một con đẩy 2 kênh. Đấy. Con đẩy 2 kênh này chơi một cặp, con đẩy 4 kênh này. Đấy. Rất là phê nhé.
các bác nhá. Đây là một trong những dòng loa karaoke nghe nhạc rất là chất, Audio Center PS12.